Năm, Hòa Thượng giảng vào ngày mùng 2 tháng 12 năm 1993. Hòa Thượng, ba hồn bảy phách vía của chúng ta giống như đứa trẻ con vậy, nhưng mỗi thứ chỉ có một căn, chớ không có nhiều. Do nó điều khiển thân thể ta, nên ta có thể nói năng hành động được. Nó được kết hợp lại với nhau, nên khi công phu tu tập của quý vị thành tựu rồi, thì nó trở thành cái được gọi là Phật nghĩa là giác ngộ trong đạo phật hoặc được gọi là tiên trong đạo lão có người chỉ có mắt và có người chỉ có tai thế nên họ giúp đỡ lẫn nhau đứa bé có tai để nghe sẽ giúp cho người chẳng có tai các giác quan của họ dung thông với nhau thế nên khi thành tựu được lục căn hỗ dụng thì tai của quý vị có thể ăn và nói chuyện được có rất nhiều cảnh giới như thế này mà quý vị không thể tưởng tượng đến được đệ tử bạch hòa thượng hòa thượng đã kể rằng có một người đệ tử đã từng lên trời chơi và bị ma vương bắt giữ anh ta la lên ta phải làm gì bây giờ ta không trở về được nữa có phải hồn và phách của người ấy lên đó chăng và thượng trong số ba hồn bảy vía có thể một hai ba hoặc bốn phách đã đi điều đó không chắc một khi nó đi đến đó nó tập hợp lại với nhau nó chẳng phải là bảy hay ba thực thể riêng biệt một khi nó đi nó kết hợp lại thành một đó là điều rất kỳ diệu nó là một khối linh khí Đệ tử có phải do trình độ công phu tu tập khác nhau mà người ta có thể xuất hồn nhiều hay ít? Hòa thượng, tốt nhất là không nên xuất hồn nếu cứ xuất hồn đi du ngoạn hoài quý vị sẽ có nguy cơ bị ma gá vào khi hồn vía bị ma bắt giữ người ta sẽ bị câm người chậm phát triển trí tuệ và như thực vật là những dạng như đang đề cập ở trên vì hồn vía của họ đã bị ma bắt giữ lúc đó đối với người ấy hồn là ma đối với người có tu tập trở thành thần đó là nhờ tánh dương còn nếu tu luyện nhiều hơn tí nữa thì trở thành tiên. Nếu tu tập đến nơi rốt giáo thì sẽ thành Phật. Tất cả các cảnh giới của tu chứng này đều thành tựu được là nhờ sự đồng nhất của hồn và vía. Đệ tử, nếu một người thực vật hay người bị hôn mê, người ấy đang bị mất một trong ba hồn bảy vía, mặc dù thân thể còn nguyên vẹn, liệu hồn và vía ấy có rời anh ta để trở thành người khác không? hòa thượng nó không thể trở thành người khác được nó chỉ bị ma bắt đi với ma nên người ấy có khi rất tỉnh táo thông minh nhưng có khi rất mê độn đệ tử điều gì sẽ xảy ra khi có người xuất hồn phách của mình để gặp chư phật và chư bồ tát hòa thượng nếu một người tu hành chân chính sẽ có các vị hộ pháp vô hình âm thầm giúp đỡ quanh mình tôi vừa gặp khá nhiều hạng người kỳ quái này họ rất thích xuất hồn khỏi xác. Do quý vị không gặp cảnh giới này, nên không thể nhận thức được hoặc hiểu rõ được chúng. Chẳng hạn như những kinh nghiệm của những người đã từng làm xác đồng ở Đài Loan đã trải qua, đều là tác dụng của 50 hiện tượng ấm ma. Đệ tử, họ có đạt đến trình độ tu tập đó chăng? Hòa thượng, họ đã tiến bộ trong tu tập và có được chút phước đức cũng như mọi người khác. Một số học tập để trở thành người tốt và một số học tập rồi thành người ác. Những người này đã học để trở thành kẻ ác, để làm quyến thuộc của ma vương.